Đại Phúc Thần Miếu ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình là nơi ghi chép công lao đóng góp của các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do quê hương, đất nước. Với diện tích 2.250m2 với 13 hạng mục, ngôi miếu được thiết kế bề thế 5 gian, 3 tầng, mái lợp ngói âm dương. Các nét chế tác được trang trí giao hòa giữa phong cách kiến trúc dân gian thời Lê, Nguyễn. Ngoài ra, trong ngôi miếu cũng có các công trình thuộc quần thể gồm Nghi Môn, Long Đàm, Phúc Tỉnh, Tả Vu là nơi thờ các mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ của làng hy sinh trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Theo sử sách cũ ghi lại, làng Đại Phong là nơi hội tụ, giao thoa giữa nhiều nền văn hóa Đại Việt Champa, đàng trong và đàng ngoài. Vì vậy, nơi đây mang nhiều giá trị về văn hóa được tiếp biến, giao thoa từ đời nhiều đời. Công miếu được xây dựng theo kiến trúc Phật giáo gồm một cửa chính và hai cửa phụ đối xứng nhau. Nhiều họa tiết được trang trí tỉ mỉ ngay tại cổng chính miếu. Hai bên miếu là các am thờ, thờ Ngũ Hổ, bà Thủy, bà Hòa và bà Cửu Trùng. Anh Trần Văn Hợp, trưởng thôn Đại Phong, người quản lý miếu cho biết, làng Đại Phong là một trong những địa phương có truyền thống trồng lúa lớn nhất cả nước. Cứ đến mỗi kỳ xuống đồng, người dân trong làng lại đến đây thắp hương cầu khấn, mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa để thuận lợi trong việc làm nông. Những mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ trong làng cũng được lập bàn thờ nơi đây. Bên trong nhà thờ miếu là tượng thờ Phật, Thánh Mẫu, các vị thần linh cùng nội thất trang nghiêm. Nội thất ở gian chính thờ tượng Phật được sắp xếp toát lên vẻ cổ kính, trang nghiêm. Nhiều vị thần linh cũng được đặt hai bên gian chính. Giếng cổ vẫn còn sót lại trong thời chiến tranh. Anh Hợp cho biết thêm, khoảng sân rộng trước nhà thờ miếu là nơi dùng để tổ chức các nghi lễ cúng bái ở trong làng. Vào mỗi dịp lễ lớn, đây cũng là dịp để người dân cùng nhau trò chuyện, chia sẻ nhau về kinh nghiệm làm lúa nước.